Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ hình đơn giản trên OneNote. Thế thì nhiều bạn sẽ cảm thấy rằng là cái phần mềm OneNote này rất khó tương tác về mặt vẽ hình. Thì thật sự là mình cũng thấy nó rất là khó. Nhưng mà qua một vài thời gian tìm hiểu thì mình thấy rằng là để vẽ những cái hình cơ bản đối với tiểu học hoặc là cấp 2 hoặc cấp 3 đi nữa thì cũng tương đối là đơn giản. Nhưng những hình này thì chỉ mang tính chất tương đối thôi, chứ không thể chính xác được như là vẽ vuông góc, vẽ phân giác, vẽ trung điểm các bạn nhé. Nếu dạy online mà muốn vẽ chính xác thì chúng ta nên sử dụng những phần mềm vẽ hình chuyên nghiệp như là GeoGebra, Sketchpad đó. Còn ở đây mình vẽ một cách nhanh nhất, đơn giản nhất để học sinh có thể bắt nhịp được nhanh nhất bài toán, được chưa nào? Thế thì đầu tiên để có thể thao tác được thì chúng ta nên có một cái bảng vẽ. Bảng vẽ thì bảng vẽ Wacom đấy, hoặc là bảng vẽ XP Pen. Chúng ta để chúng ta viết được ở trên này, đúng không? Viết được, đúng không? Vẽ được. Thì có một vấn đề là nếu các bạn vẽ bằng tay như thế này thì rất là xấu, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải vẽ bằng các cái công cụ của Note, đúng chưa nào? Thế thì đầu tiên chúng ta nên sử dụng đó chính là sử dụng lưới ô vuông. Các bạn vào Rules chọn lưới ô vuông. Một là các bạn có thể sử dụng dòng kẻ như thế này, đó rất là thân thiện đối với học sinh, đúng không? Ngoài ra thì chúng ta có thể kẻ lưới ô vuông như thế này. Theo mình nghĩ thì chúng ta nên sử dụng lưới ô vuông. Lưới ô vuông sẽ giúp chúng ta vẽ hình đẹp hơn, chính xác hơn. Thế thì chúng ta sẽ vẽ được những hình nào? Đầu tiên chúng ta nên thao tác các cái bút này đã. Bút này thì có các kích thước. Đấy, thì mình đã sắp xếp theo đúng thứ tự rồi. Các bạn có thể sắp xếp thứ tự hoặc là sắp xếp các màu theo ý thích của mình. Ở đây thì mình thường sắp xếp theo từng cặp một, từ nét bé đến nét to, được chưa nào? Thứ hai là chúng ta sẽ chọn vào cái phần shape, được chưa? Chọn cho mình cái Lock Drawing Mode và Snap to Grip. Thế thì hai cái chức năng này có ý nghĩa là gì? Lock Drawing Mode có nghĩa là chúng ta có thể vẽ liên tiếp được các đường. Vẽ liên tiếp được các đường. Thứ hai là Snap to Grip có nghĩa là sẽ bắt điểm. Thế thì mình thử từng chức năng một. Đầu tiên là Lock Drawing Mode trước. Thì ở đây vẽ đường thẳng nhé. Đó, chúng ta sẽ vẽ được liên tiếp. Và các bạn muốn thoát ra thì chọn Escape, đúng không? Nếu chúng ta không sử dụng nút khóa này thì khi các bạn vẽ một đường thôi, đến đường thứ hai nó sẽ không phải là vẽ nữa, đúng không? Thử lại nhá. Đây, các bạn vẽ một đường này, thứ hai, đường thứ hai này, đó sẽ là phần viết tay, được chưa? Còn nếu các bạn khóa cái chức năng này lại thì chúng ta có thể vẽ được liên tiếp rất nhiều hình. Vẽ liên tiếp. Đó. Đúng chưa? Đó, rất là đẹp. Thế thì cái chức năng thứ hai là chức năng Snap to Grip, có nghĩa là bắt điểm. Bắt điểm trên ô vuông rất là đẹp. Ví dụ như mình cần vẽ một cái tam giác vuông. À, tam giác vuông này thì vuông sẵn như này rồi thì hơi khó, đúng không? Ok. Ngoài ra thì còn có thể vẽ được tam giác vuông, trên không thì hình như là không vẽ được. Chúng ta có thể sử dụng bộ công cụ khác. Chúng ta nên vẽ tương đối thôi, bởi vì cái hình trên nốt này không thể vẽ được một cách chính xác, đúng không? Vẽ một tam giác vuông như này. Đó, đường cao đây. Phân giác hoặc là trung điểm thì chúng ta đến thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 thì sẽ là 4, đúng không? Đây. Đó, sau đó thì chúng ta escape và chúng ta viết các điểm thôi. A, B, C. Các bạn cũng có thể đổi màu. Ví dụ như đổi màu đường, mình vẽ đường trung tuyến, mình đổi màu đi. Đây thì phải, đúng không? Đó. Vẽ tương đối thôi, chứ không thể vẽ được một cách chính xác. Ngoài ra thì cấp 3 thì cũng có thể là vẽ hình không gian. Vẽ hình không gian thì cũng rất là đẹp thôi, theo mình nghĩ là như vậy. Nhưng mà không vẽ được nét đứt các bạn. Hiện tại giờ thì mình không tìm được cách chức năng nào để vẽ được nét đứt.
không vẽ được nét đất nhá. Microsoft OneNote này hơi tệ ở cái chỗ là không vẽ được nét đất. Thực sự là chúng ta Microsoft nên cải tiến đi. Một cái chức năng vẽ nét đất thôi, hoặc là chỉnh bằng nét đất thôi mà cũng không cho. Thực sự mình thấy quá tệ luôn. Đó, rất là đẹp đúng không? Vẽ đường cao kẻ xuống này, nhìn tương đối là đẹp đấy, nhưng các bạn thấy rằng là không có nét đất thì vẽ rất là khó, không thể setting được. Đó, không thể setting, chuột trái không thể setting được. Đó, không có setting, không có sự lựa chọn về nét đất đúng không? Thì có bạn hỏi là vẽ đường tròn đối với lớp 9 thì như nào thì vẽ được hình elip. Vẽ hình elip thì rất đơn giản thôi, chứ chúng ta sẽ vẽ trong một cái hình vuông 4x4 hoặc là 3x3 hoặc là 5x5 được. Đây, đây mình vẽ đây. Bao nhiêu? 4x4 vẫn thiếu một ô. Đó. Thế thì cái này là 5x5 thì tìm tâm nó hơi khó đúng không? Mình sẽ chọn hình vuông 4x4 đi. 4x4. Đó. Thì như vậy là mình xác định tâm rất là đơn giản. Đúng chưa? Đến đây thì các bạn xác định tâm easy rồi. Đúng chưa? Tâm đây. Các bạn có thể vẽ được một số hình cơ bản lớp 9 thôi. Có nghĩa là dạy mức cơ bản thì cũng rất là nhanh. Đúng không? Rồi. Chúng ta có thể vẽ tiếp tuyến. Vẽ tiếp tuyến thì cũng ước chừng thôi đúng không? Chứ cũng không thể vẽ được một cách chính xác nhất. Đó. Dựng vuông góc. Đó. Được chưa? Đổi màu cũng rất là dễ. Đúng không nào? Đổi màu. Chọn màu rất là đẹp. Mình cũng có đã từng dạy với cái này rồi. Ví dụ này, màu sắc. Đó. Copy word đó, màu sắc cũng tương đối đẹp đúng không? Mình vẽ đấy. Đó. Đó, ok chưa? Các bạn thấy chức năng vẽ trên OneNote thế nào? Nếu thấy hay thì hãy comment, hoặc nếu muốn đặt thêm câu hỏi gì thì cứ comment ở dưới, mình sẽ giải đáp cho tất cả các bạn các chức năng. Bye bye.